hòa trong không khí tưng bừng đón ngày lễ Phật đản trên khắp các nẻo đường của đất nước. Giờ đây tại lễ đài của chùa Phúc Lâm, long trọng cử hành đại lễ Phật đản. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình như sau. Chư tăng Phật và Phật tử vẫn tổ chức lễ đài và ổn định hội chúng, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, phút nhập từ bi quán, diễn văn lễ Phật đản, dâng hoa cúng dường, các tiết mục văn nghệ, tặng xe đạp, quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích trong kỳ giữ và học tập, và cuối cùng là lễ tắm Phật và thả đèn hoa đăng. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo giáp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư Phật tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị quan khách và quý Phật tử, lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày đấng sắc ngộ toàn năng toàn trí toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng này để báo Phật ân đức, đồng thời thực hiện lời di huấn tối hậu của đấng giác ngộ, vì đại sự nhân duyên mà thịnh hiện để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Quả thật Đức Phật thị hiện giữa cõi đời này không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau cho nhân loại. Ngài đích thực là một con người vì mỏ đời, Ngài được kết tinh bởi chất liệu của con người, là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, nào cung vàng điện ngọc, nào cung phi mỹ nữ ca múa ngày đêm, nào lạc thú trần gian tinh hoa, nhưng Ngài đã ý thức được rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực của cuộc đời, mà hạnh phúc đích thực của cuộc đời là thoát ly sinh tử khổ đau, tìm đến đời sống an lạc thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chân hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống trong yêu thương hòa hợp. Từ nhận thức đó, Ngài đã dã từ lạc thú trần gian ra đi tìm đạo, để ngày hôm nay chúng ta có một kho tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, giáo lý đạo Phật là một nền giáo lý thơm ngát giác ngộ, hương hoa giác ngộ là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng cho xã hội an vui hạnh phúc. Hôm nay hòa trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trên khắp hành tinh và đạo miền đất nước, chùa Phúc Lâm La Xuyên cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2563. Thay mặt cho ban tổ chức, thành kính được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên, chính quyền xã Yên Ninh đã có những bó hoa tươi thắm và quà để gửi đến ban tổ chức chùa Phúc Lâm La Xuyên. Xin được thành kính đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức địa phương cùng toàn thể đạo tràng Phật tử và quần chúng nhân dân đã về tham dự. Chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Vâng, trong giờ phút thiêng liêng cao cả này, cách đây hơn 2500 năm về trước, tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ, Thái tử Tất Đạt Đa thị hiện giữa cõi đời, mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên của từ bi và trí tuệ. Giờ đây mọi người con Phật long trọng tổ chức kỷ niệm ngày lễ đản sanh của đấng từ vụ. Tất cả đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư cung dước lễ đản sanh. Sau đây xin được cung thỉnh toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng đứng dậy để dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Giờ phút thiêng liêng, gió lặng thiêng liêng, trái đất rung động bảy lần, khi bất diệt rung lên dòng sông diệt, bàn tay chuyển pháp, sông lên đêm thân thiết, ẩn pháp thường, nở trắng được bông hoa, thế giới ba ngàn, hồng thân ba đời. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc tuần lượt đã qua. Khi Đức Thế
tồn xuất hiện giữa cõi đời. Hóa uy đàng nở rộ, chư thiên dâng hoa, lễ nhạc cúng dường. Hôm nay tại đây, toàn thể người con Phật kính cẩn dâng những đóa hương thơm ngát cúng dường đến tử phụ. Lễ dâng hoa bắt đầu. Con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người đã thăm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân hệ trì. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng người thương yêu. Con dâng lên đóa hoa ngàn ngào, con tim trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến chân vì đạo, theo gương Như Lai đã cho ngày nào. Con tim vô ưu thắm hương dàn dào, chân lý Phật dạy muôn lời con khát khao, như đấng theo thương Như Lai đã cho ngày nào.
để nói lên ý nghĩa của ngày lễ ngày lễ Phật đản trọng đại này. Ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Nghiêm, chủ trì chùa Bức Vân Ba Sơn sẽ lên đọc diễn văn Phật đản. Xin trân trọng kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho ban tổ chức, trước khi đọc ý nghĩa Phật đản, chúng tôi xin gửi tới quý Phật tử, thiện nam tín nữ, bà con nhân dân sống một cuộc sống an lành, hạnh phúc dưới ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mùa Phật đản lần thứ 2643 dương lịch 2563 dương lịch 2019 là sự kiện tâm linh văn hóa quốc tế rất thiêng liêng đối với cộng đồng Phật giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Khi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng Phật giáo thế giới tin tưởng và ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai lễ Vê-sát Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 trên toàn cầu và lần thứ 3 tại Việt Nam, đại lễ được tổ chức tại di tích chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 2019. Đại lễ Vê-sát Liên Hợp Quốc 2019 dự kiến sẽ tiếp đón 1.500 đại biểu quốc tế gồm 487 phái đoàn đến từ 110 quốc gia, vùng lãnh thổ và hàng vạn tăng ni Phật tử Việt Nam, góp phần khẳng định niềm tin của Liên Hiệp Quốc về Phật giáo và có khả năng mang lại hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân loại trên toàn cầu. Đại lễ Vê-sát năm nay nhắc nhở chúng ta về sự kiện hy hữu Thái tử Tất Đạt Đa được Hoàng hậu Maha sinh ra tại vườn Năm Tỷ Ni, nay thuộc Nepal, trong tư thế đứng mặt hướng về phía Bắc, bước đi 7 bước, tay chỉ lên trời, tay chỉ đất, tuyên bố lõng giạc: ta là tối thượng trên cõi đời này, đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Từ góc độ giá trị thực tiễn, sự có mặt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên quả địa cầu này được kinh điển Phật giáo khẳng định là có 102 bậc tối thượng trong ba cõi. Nói về sự siêu việt của Đức Phật trên thế gian này, trong kinh Trung Bộ dùng ẩn dụ như bông hoa sen hồng hay sen trắng sinh ra từ bùn nước lớn lên, vươn khỏi nước không bị nước thấm. Đức Phật được sinh ra và lớn lên trong cõi đời, đã chinh phục đời không bị nghiệp đời làm cho thấm ướt. Về mục đích và giáo lý và giá trị, sự có mặt của Đức Phật trên đời này được ghi nhận như sau: ta sinh ra ở đời vì hạnh phúc lớn cho các chúng sinh, vì lòng thương tưởng đời và vì hạnh phúc lớn cho mọi người. Giá trị cốt lõi được Đức Phật đóng góp cho nhân loại là các chân lý mầu nhiệm và đạo đức thanh cao, có khả năng trị liệu giúp cho mọi người vượt qua các nỗi khổ đau. Và Đức Như Lai đã tuyên bố: xưa cũng như nay, các đệ tử ta chỉ nói lên hiện thực khổ đau và con đường kết thúc khổ đau. Để thực hiện sứ mệnh và sự nghiệp chấm dứt khổ đau cho nhân loại bằng tấm gương của bản thân, Đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài thể hiện trách nhiệm và cam kết cao quý: này các đệ tử, hãy đi nhiều hướng truyền bá chân lý và toàn thiện quãng đầu, toàn thiện quãng giữa, toàn thiện quãng sau, cả văn và nghĩa, để soi sáng chân lý suốt 45 năm từ lúc giác ngộ đến lúc từ giã cõi đời. Vì lòng từ bi mưu cầu hạnh phúc cho nhân sinh, Đức Phật đã khai sáng và thiết lập truyền thống triết lý mới có giá trị khép lại khổ đau, mở ra an vui, hạnh phúc, là bậc đạo sư vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Phật chỉ dẫn con đường giác ngộ
phương pháp điều phục có khả năng kết thúc khổ đau và đưa đến chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại. Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường, những gì cần dạy, cần làm, Đức Phật đã làm với tâm từ bi lớn. Trong thời Đức Phật, các thành phần xã hội tiếp nhận chân lý và đạo đức của Đức Phật gồm 8 trên 16 vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng nghìn đạo sĩ và hàng triệu tín đồ các tôn giáo tại Ấn Độ tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Nương vào chân lý Phật suốt 26 thế kỷ qua bằng con đường minh triết xây dựng hòa bình, hòa hợp để cùng phát triển từ ánh sáng Á Châu. Hiện nay đạo Phật đã có mặt trên 5 châu gồm 175 quốc gia và khu vực, khoảng 8 triệu tín đồ, khoảng 800 triệu tín đồ. Năm nay tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật gồm sự đản sinh, sự giác ngộ và sự niết bàn. Hơn 5.000 tăng ni và hàng chục triệu Phật tử, tất cả những người có niềm tin vào Phật Pháp Việt Nam bày tỏ lòng tôn kính vô biên đối với những đóng góp to lớn của Đức Phật trong việc mang lại hạnh phúc hòa bình cho nhân loại. Tư thế từ thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên nhân sinh quan, lấy con người làm trọng tâm, xã hội quan đề cao bình đẳng, công bằng, dân chủ, đạo đức quan nhấn mạnh bỏ ác làm lành. Đối với cơ cao quý cho đến giải thoát, quan hướng về mục đích cởi trói tâm khỏi khổ đau và ràng buộc, đạo Phật góp phần xây dựng thế giới cực lạc tại nhân gian này. Chủ đề của lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Một mặt thể hiện mối quan tâm của cộng đồng Phật giáo thế giới và các vấn nạn toàn cầu, mặt khác giới thiệu các giải pháp Phật giáo nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người, vốn có gốc rễ từ tham, sân, si và cố chấp. Nhân dịp này, tăng ni cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung cùng chia sẻ trí tuệ tập thể và nói nên tiếng nói thống nhất của Phật giáo. Một, sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững. Hai, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững. Ba, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu. Bốn, Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Dựa vào nguồn văn học Thánh Điển Pali, Thánh Điển A Hàm và Thánh Điển Đại Thừa, chúng ta có cơ hội khám phá, chiêm nghiệm và chia sẻ các kỹ năng để giải quyết các vấn nạn của con người qua phương pháp tâm linh gồm 4 bước. Tứ Thánh Đế, bước 1, thừa nhận các khổ đau là thực hiện, là hiện thực, tránh thái độ phớt lờ, tránh thái độ đào tẩu, tránh thái độ cường điệu. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau từ các động cơ gồm tâm tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn bây giờ, tại đây, khi nỗi khổ, niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng đã đến kết thúc. Bước 4, thực tập chính đạo gồm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức gồm lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Trụ cột thiền định gồm chính niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Phương pháp tâm linh được Đức Phật khám phá và truyền bá là giải pháp hữu hiệu, có khả năng khép lại các vấn nạn nhân sinh ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc gia, vùng lãnh thổ, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Để đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 được kỷ niệm một cách thiết thực, tăng ni và Phật tử hãy đề cao tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh, ích đời lợi đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Nghĩa là chúng ta cùng noi gương Đức Phật vì lòng thương tưởng đời. Thầy chúng con xin được cung thỉnh đại đức Thích Thanh Nghiêm chủ trì chùa Quốc Vinh Long Xuyên
đã đọc lên những ý nghĩa của ngày lễ Phật đản. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, quan khách và quý Phật tử, trong những ngày qua thì không khí của ngày lễ Phật đản 2019 và 2563 đã lan tỏa trên khắp thế giới và đất nước Việt Nam nói chung, cũng như trên địa bàn chùa Phúc Lâm La Sơn của chúng ta nói riêng. Không khí đó đã thể hiện qua sự chuẩn bị của các Phật tử xa gần hướng về chùa. Các Phật tử dâng lên những nén hương thơm, hoa thơm, chuẩn bị thánh tiết, đèn hoa đăng hướng về ngày đại lễ Phật đản hôm nay. Các tổ chức, các Phật tử của chùa Phúc Lâm đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để gửi tới toàn thể quý vị quan khách và toàn thể quý đạo tràng. Đây cũng là cách để các Phật tử chúng ta kết nối lại những trái tim với nhau một cách nhanh nhất để cùng tưởng nhớ đến Đức Phật. Và chương trình văn nghệ mừng lễ Phật đản xanh 2019 và lịch 2563 của chùa Phúc Lâm La Xuyên xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể các quý vị quan khách và quý Phật tử, một sự kiện hư hữu trong đời sống nhân loại cách đây 2643 năm tại thánh địa Lâm Tỳ Ni, nước Ta Tỳ La Vệ của Ấn Độ cổ đại. Thái tử Sĩ Đạt Đa xuất hiện với ánh hào quang chiếu soi rực rỡ, đã mở ra một trang sử mới trong lịch sử loài người. Ngài đã đến cuộc đời từ tỉnh thức và thiền định, từ thể nhập chân lý và đại nguyện cứu khổ chúng sinh. Ngài đã trở thành bậc thầy của trời người và sáng soi con đường giác ngộ cho nhân loại ngay trong đời sống hiện tiền. Vâng, và để bắt đầu tiết mục, xin được mời toàn thể quý đạo tràng, chúng ta sẽ đến với tiết mục múa mừng Phật đản.